Em thấy ông dán cái xác trần là rất là thô thiển bình thường của một người phụ nữ nông dân rất là đáng thương. Nhưng mà các ngài dán để lại là bởi vì cái sau là kỳ bí. Đó, kỳ bí để cho những người am hiểu được tâm linh, biết được tâm linh là có những bậc siêu hình ở sau lưng ta. Một cô bé như vậy mà nói pháp lại là siêu về pháp của Như Lai. Thì cô bé này á, là do một cái luồng linh khí của cái gọi là linh lượng của cô quá, nó tổng hợp. Nên nó kết hợp có tiên, có Phật, có ma, có quỷ. Nếu cô ngồi mà nếu nói là các một linh thú cô cũng có thể chuyển được. Như vậy giống như một cái tổng đài của Đài Hà Nội đi. Trong đầu giờ nghĩa là chúng ta bắt tin tức đầu giờ đài nào bắt cũng thế thôi. Nhưng mà những cái giờ sau đó thì đài nào phát theo cái vị trí nấy. Thì cô ba muốn nói cô bé này là tổng hợp của nhiều đài, để cho những cái hàng tứ chúng người xa kẻ gần không tin về tâm linh, cả nhà khoa học nghĩa là tiến sĩ và những người ở hải ngoại quốc nội biết rằng cô bé này mà được như vậy thể có tâm linh. Nên như dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, kính thưa cô ba, thì nãy giờ theo như nhận xét của cô ba thì thấy cái phần của em Ven đó, là xin ý kiến cô ba là cho biết cái phần căn của em Ven đó là như thế nào cô ba, tại vì bà con cũng muốn biết rất là nhiều, mà về tâm linh thì có lẽ là cô ba sẽ hiểu cái phần này. Dạ, thì cô ba có thể chia sẻ cho các anh em YouTube hay là cộng đồng được biết ạ. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Mô Phật, cô ba chào Tiến Dũng và chào tất cả các cháu lưu túc và chào trên cộng đồng mạng. Thì trong cái thời gian á, cô ba cũng lớn tuổi 70 rồi, cũng là lão thành của đi về vấn đề tâm linh. Thì cái nhận xét riêng của cô ba để bổ túc cho cái cuộc gặp gỡ hôm nay, để cho các bên lưu túc và cộng đồng mạng, có khi em lên lưu túc á, cái vị hồi nãy á, vị ghen gì đó lên lưu túc, có đôi khi á, cộng đồng mạng có những người rất là thích và có một cái nhân duyên thì thích, có những vị cũng có cái sự phản diện. Thì cô ba đây là chỉ định chính lại về cái tâm linh, cái hiểu biết riêng của cô ba thôi. Chứ không nói cái hiểu biết chung của đại thể. Thì cô ba, năm cô ba 8 tuổi có cái tâm linh rồi. Năm 13 tuổi cô ba đã là biết về cái các đứng vô cực ở bề trên, nhưng cô ba chưa nói được. Thì năm 16 tuổi cô ba đã ngộ và xe nhang, cô đã ngộ cái bài thơ cây nhang. Đó, nên đó, tên tuổi nêu danh quá lẹ làng, xưa là cây cỏ này là nhang. Các con tuổi sau cô hỏi cái này cô lại trả lời cái kia. Nó phải có một cái hình thể, nó mới gọi là đem lên một thực thể để mình dựng chứng cho nó hòa nhập mà nó không mất lòng. Đó. Xưa là cây cỏ nay là nhang, mình tròn nằm triệu người mua bán, chân thẳng đứng nhìn kẻ dễ dàng. Ma quỷ kiên quai nhường chiếc ghế, thánh thần cảm đức ngự chung bàn. Phải không? Đó là thắp lên ánh lửa bừng tia sáng, khói tỏa tiêu diêu rất nhẹ nhàng. Cây cỏ bột gòn chân nhang, nhưng nó vẫn là mò sau này nó lên tên tuổi là cây nhang, nhờ chân nó thẳng, mình nó tròn. Và vì Long Hoa hội kiến mà Đức Tôn Sư cô Hoa là theo cha mẹ là đạo Phật giáo Hòa Hảo, bây giờ cô có lội ngược dòng duyên đi vào tâm linh, nhưng cái nguồn gốc của Phật giáo Hòa Hảo cô không quên, nên cô lấy cái lời của Đức Giáo Chủ ra nói. Thầy nói gì? Long Hoa tiên Phật đáo ta bà, giống như thường ngày một năm 1849 Đức Phật Thầy Tây An ra đời. Và tới cuối cùng năm 1939 thì Đức Quỳnh Giáo Chủ lại ra đời nơi thôn Hòa Hảo, mở đạo Phật giáo Hòa Hảo nói riêng và trong về cái hội tâm linh nói chung. Như vậy thì đối với em Ghen, đối với cô ba, nó cũng là do một cái năng lượng tiền kiếp quá khứ rất là có duyên. Trong cái thời Đức Thích Ca ra đời thì cái xác trần này là do một cái linh thể đã từng là trong 500 vị tỳ kheo mà hứa là đời sau sẽ trở lại để dùng pháp Như Lai mà hóa chúng. Như vậy thì do cái sự chuyển lại á, giống như hồi xưa ta ở bên Tàu, bây giờ ta ở đã bước vào bên Nam, hay là những lời của Đức Thầy nói là ở Cao Mên vì mến Tần Hoàng trở về Nam đặng có sửa sang miền Nam địa phân chia đẳng cấp, có đúng không?
Như vậy thì có thấp cao và giống như cái sắc trần trẻ, nhẹ, nhỏ, già, lớn. Như vậy thì cái năng lượng, cái linh lực á, của mỗi người nó đều có trong cái thời hỗn độn quá khứ. Hôm nay là thể dự dị lai. Mà cái kỳ Long Hoa này thì trời, người và tất cả tam cung, tám cõi đều mở cửa hết. Nghĩa là thiên hoàng mở cửa, các lân địa hoàng cũng mở chính từng ngục môn, từ ở dưới lên trên xuống tùy theo nhân duyên. Nhưng cái nhận xét của cô ba rất là có nhiều vị, cho nghĩa là nói với cả là thế giới chứ không phải riêng gì một đất nước Việt Nam. Nhưng đất nước Việt Nam chúng ta may mắn trong cái thời kỳ cuối cùng của cái nguồn ba kỳ chót này lại là có sự may mắn do một cái long mạch địa linh, do cái nghĩa là dòng sông Cửu Long, tức là nói về cái huyệt âm của Cửu Dương, cái thất sơn của cha, cái Cửu Long của mẹ. Thành ra nó địa linh sanh nhân kiệt, cô Ren này á, và người dân tộc nhưng cũng nằm do mảnh đất địa linh. Đúng không? Yeah. Như vậy thì cô tái tạo lại, tại sao không phải một sắc già, không phải một ông sư và không phải một người thành đạt trên thương trường đạo đức và xã hội, lại tái sanh một cô gái rất là bình thường. Có đúng không? Yeah. Như vậy thì cô này có nhân duyên mà Đức Phật hồi xưa có 32 tướng tốt, nhưng khi cuối cùng cuối đời của 33 vị tổ thì Đức Lục Tổ Huệ Năng là người tướng xấu nhất. Như vậy thì Đức Phật tại sao không thành Phật Như Lai? Sĩ Đạt Ta không thành Phật chưa khi lập gia đình, mà đợi lập gia đình sanh được đứa con mới lìa cha già vợ đẹp con cưng giả cội tạm. Mình đi theo cái đường tu hạnh tu đạo của Đức Thích Ca, nghĩa là của Sĩ Đạt Ta và thành Đức Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì do một cái nhân duyên khổ nguyên đời quá khứ hiện tại vị lai, mà tất cả các chân quân của Thích Giáo, của Như Lai trở lại tái sanh, thì cái đời Trung Cổ Đức ở bên thành Ca Tỳ La Vệ, con của Đức Tịnh Phận Dương Sĩ Đạt Ta ra đời và đắc quả Đức Thích Ca Mâu Ni. Khi đó có một nhiều số người lầm tưởng ngài mới đi tầm đạo thì lìa, nghĩa là dẹp lìa bỏ cha già vợ đẹp đi vào rừng sâu núi tẩm để tầm đạo Thích Ca. Như vậy thì chỗ tu tập là phải an tịnh. Thì một số nhân sĩ mình không hiểu, cứ chấp vào chỗ tu tập an tịnh thì mới thành đạo, còn đi trốn phồn hoa là không thành. Nghĩa là bồn phồn hoa hay là thanh tịnh cũng do cái sự đối tác sắp xếp của Như Lai để đối diện, giống như có ác hay có thiện, và có quỷ dương, có Như Lai. Đúng không? Như vậy thì hồi nãy cái vị này về nói giờ ta yêu quỷ vương, tức là có quỷ vương, có Như Lai. Như vậy thì chúng ta nghe là y pháp bất y nhân, chánh pháp là lời vàng tiếng ngọc, là lời của Như Lai dạy. Trong cái là từ bi yêu thương, rồi lý trí tệ mạng nghi sôi trên con đường sáng, nghĩa là muốn bỏ cái là muốn diệt quỷ dương chúng ta không làm sao diệt được, mà chúng ta phải tập lòng từ bi trí tệ yêu thương. Chúng ta thấy len lỏi trong cái tâm tư trí tệ của ta có sự tham vọng, có sự phân chia, nghĩa là chia rẽ, là chúng ta là đã đi vào một cái đường lưng bàn tay cũng là tay, lòng bàn tay cũng là tay. Lấy lời của thầy dạy là về địa ngục cũng tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra, cũng cái tâm dầu quỷ hay ma tiên hay Phật cũng là tại nó. Thì theo cô ba nhận xét, em ghen này không phải một luồng điển mà rất là nhiều luồng điển. Yeah. Bây giờ nếu đến một người thành đạt ở trên chương trường khoa học hay là Phật học, của nghĩa là tôn giáo của Phật giáo, thì thấy rất là bình thường, nói vậy là ông này ông học mà ổng nhận được cái việc này kiểu nọ. Nên em thấy ông dán cái sát trần là rất là thô thiển bình thường của một người phụ nữ nông dân rất là đáng thương. Nhưng mà các ngài dán để lại là bởi vì cái sau là kỳ bí. Đó, kỳ bí để cho những người am hiểu được tâm linh, biết được tâm linh là có những bậc siêu hình ở sau lưng ta. Một cô bé như vậy mà nói pháp lại là siêu về pháp của Như Lai. Thì cô bé này á, là do một cái luồng linh khí của cái gọi là linh lượng của cô quá, nó tổng hợp. Nên nó kết hợp có tiên, có Phật, có ma, có quỷ. Nếu cô ngồi mà nếu nói là các mục linh thú cô cũng có thể chuyển được. Như vậy giống như một cái tổng đài của Đài Hà Nội đi. Trong đầu giờ, nghĩa là chúng ta bắt tin tức đầu giờ đài nào bắt cũng thế thôi. Nhưng mà những cái giờ sau đó thì đài nào phát theo cái vị trí nấy. Thì cô ba muốn nói cô bé này là tổng hợp của nhiều đài.
để cho những cái hàng tứ chúng người xa kẻ gần không tin về tâm linh, cả nhà khoa học để là tiến sĩ và những người ở hải ngoại quốc nội biết rằng cô bé này mà được như vậy thể có tâm linh, nên Như Lai cũng có thể mượn cái năng lượng trí tuệ của mạng nghi của cô ấy mà hóa giải để tiếp xúc. Chứ thật sự cô ấy không phải Như Lai, lâu đây cổ không nói nhiều và mệt, vì ở đây cái năng lượng của bề trên rất là nhiều. Mà khi cô ngồi, cô đã nguyện ở trên nếu cô ấy nhận đến chánh pháp, nói được ích lợi cho trên cộng đồng mạng và những người chưa tu và chưa tin tâm linh, những nhà khoa học triết học mà đi bên học giả hay những người làm việc mà chưa bao giờ tin có tâm linh, phải hướng về phụng sự cho nhân loại mới gặp tình ta trong khối yêu. Thì cổ nói là thích nghi á, là phải lấy lòng từ bi yêu thương hỷ xả thì đánh lùi được ma dương. Chứ không thế nào em đánh lùi được ma dương hết. Vì ma dương là ghen ghét, ganh tị, chê khen, nghĩa là chấp sân. Còn từ bi yêu thương là Như Lai, tha thứ trí tệ là Như Lai, còn sự cứu độ là Bồ Tát. Quý vị biết là khi mà mình tu tập rồi đó, cái tâm thanh tịnh rồi đó, đã hiểu được Bát Nhã và Ba La Mật đó, khai thị rồi, thì chúng ta không còn có nhập lên xuống, mà chúng ta trên bộ đầu này chỉ mở một cái tần số nào quý vị giống như cái đài vậy, bắt lên thì vẫn trầm tĩnh để nói, trầm tĩnh để nghe và trầm tĩnh để biết. Như vậy thì cái nhận xét của cô ba, cô bé này không phải là tà, nhưng chưa phải là người đã thành đạt hoàn toàn. Vì cái hạt giống Bồ Đề mà đã gây thì cô này là từng làm đệ tử của Như Lai, từng là một đạo sư, từng là người đã được Như Lai thọ ký. Thì cái lần này cô bé phải hóa hiện một cô gái rất là bình thường giản dị. Nếu nói về học vấn và đạo đức, cô không thể có một cái trình độ tin tưởng nói thuyết giảng như một nhà sư đã am hồ thưởng về một cái chân lý tu học ở trên, nghĩa là con đường Phật Pháp của bổn sư. Như vậy thì ở trên cho cô ấy xuống. Cô ấy rất ngồi ra, tôi cô ba nhận ra là rất là nhiều điển. Nếu cô phải ngồi điển quỷ dương cũng có thể, điển tiên cũng có thể, điển diện hết gì hỗn hợp. Cái dung lượng của cô là dung nạp giống như một cái đài đi, để cho mọi người thấy biết là có thế giới tâm linh mà người có nhân duyên sẽ nhận, sẽ biết và sẽ thấy. Như vậy thì chúng ta với cô ba hay với tất cả những vị khác, bây giờ em thấy lưu tấp hàng triệu người, nhưng có duyên với ai, mình kết tới người đó mà hành đạo tu hành. Khi mình hết duyên thì tạm vắng một thời gian, khi có duyên là kết lại. Bởi vì đạo không nói là đã đủ mà chẳng nói thiếu. Nếu đạo nói thiếu không là đạo, vì con đường đạo nó rất là rộng. Mà nếu nói đã đủ thì thầy nói á, nghĩa là thầy nói nghĩa là gần đắc đạo ma dương theo khuấy, dùng thần thông nghị lực dẹp tan. Ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước phô trương độ chúng. Ta bèn xét ở trong Phật chủng, các chúng sanh đều cũng như ta, bị vô minh vọng tưởng ngoài ta nên lăn lộn. Ta bà cõi khổ, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nực mùi, nào ai rõ cái vui tuyệt đáo. Như vậy thì có thanh tịnh mới hưởng được mùi vị đạo hiểu rồi, ngon tợ gọi nem, mùi đạo vị gọi nem khó sánh. Thì hôm nay cũng nhận xét theo những lời Tấn Dũng và tất cả các em YouTube trên cộng đồng mạng, cô ba chỉ nói một câu: y pháp ất bất thi nhân, nhưng mà thế giới tâm linh, cô bé này rất là có duyên với Như Lai và đã nhiều kiếp được Như Lai thọ ký. Trong một kiếp này xuống đây làm một cái tổng đài hỗn hợp để cho những người ngang hoặc người trí thức hiểu rằng là trong thế giới này sẽ có cái dạng tâm linh gì, chọn cái xác là vừa nhỏ vừa đúng dốt, là vừa dốt vừa xấu, giống như là nó không được gì mà biết vậy thì mới là cái đầu Như Lai. Như vậy thì cô quản lý cũng rất mong là quý vị trên cộng đồng mạng và tất cả quý vị cứ là đừng có phê là ma quỷ lên xác, hay cũng đừng chê gì giữa các thầy nữa. Hãy tôn trọng lời nói, thích nghi đạo đức. Và theo cô á, là một lão thành của về tâm linh 40 năm đã ra đời nhắc nhở thơ phú và cũng từng lên YouTube, cô rất là tôn trọng những lời nói rất là sâu sắc của vị ấy. Còn những cái mà tiếp theo cô ba không biết nó sẽ ra sao, bởi vì ở đời luôn luôn nước nào cũng có bề mặt và bề trái, cũng có đúng và sai. Thì mong rằng những cái đúng quý vị phải tu tạo và học tập cố gắng, vì chúng ta đều là thế giới tâm linh này ai ai cũng có. Và như vậy thì cô ba cho một bài thơ kết. Như vậy thì cô ba thỉnh ý, mà các em muốn cô thỉnh một vị nào trong cái tắc ý có, chứ cô không có bị lên.
cậu hai đi cô ba. Tắc ý. Dạ, ý. Giống như cái cô muốn làm cái việc này là cô ba chỉnh chu trên con đường đạo đức thì lâu ngày, giống như mà diễn viên vậy, lâu ngày nó sẽ có cứng cỏi hơn chút phải không? Như vậy thì cô ba tắc ý là có, thì cái cô bé này cũng y như vậy. Cô bé này cũng y như vậy. Nhưng mà cổ là người mới mẻ quá nên cổ không được chỉnh chạc như cô ba. Nhưng mà một cái vị mà mới ra sát một năm mấy nay mà được như cổ thì đối riêng với cô ba, người khác thì không biết nha, đối riêng với cô ba rất là kính trọng và thật sự là đặt hết niềm tin vào những lời nói chân chính của các vị ấy. Các vị ấy là ai cô ba biết cũng không thể nói được. Các vị ấy là như thế nào, bởi vì ai thấy được vị ấy thì cô ba nói ra mới tin. Như vậy ai đắc được ba la nậu? Chưa có. Nên cô ba chỉ tạm nói giống như cô ba tắc ý đây, giống như cô bé ấy nhận hằng xuống luồng điển. Còn cô ba tắc ý rồi, em muốn nhận luồng điển nào cô ba cũng có hết. Vì cái đầu cô nói là trí tuệ mạng nghi nó sẽ sanh trưởng của tất cả tiên Phật, thánh thần, phàm thánh đều có hết. Cả sinh vật từ lai thấp thanh tổn sanh quá sanh và thai sanh đều có. Bởi vì trong con người mình từ đó tiến hóa mà. Thành ra một cái trường hợp nào mình lên đại học, học tới tiến sĩ mình cũng trải qua lớp 1 đó. Học chữ A, E đầu. Đúng không? Vậy thì muốn tắc ý câu hai thanh sĩ phải không? Dạ. Trên phá học có nhiều người trí thức, đạo thánh tiên do thức hóa sanh. Hồi nào tu tập cho gành, bây giờ tai kiếp được sanh đạo đề. Nên tất cả đều về trong não, không có phân khác giao các phe. Từ giờ tất cả ngồi nghe, cổ ghen về xác nói nghe hãy lòng. Phải thấy được bên trong tôn quý, người nghe gành nhận ly biết thôi. Phật tiên thần thánh chỉ rồi, cho người biết đạo khúc nôi bãi tường. Đạo là phải yêu thương đoàn kết, không chấp mê mới hết tánh sân. Còn người tu niệm chuyên cần, chấp mê một phút sẽ gần quỷ ma. Không chấp mê bỏ ra tất cả, lòng yêu thương là quả Như Lai. Cho người mặc gái hay trai, nếu tâm thanh tịnh liên đài cũng minh. Thì do một đức tin tôn quý, đạo trưởng thành nhờ lý nhận thôi. Các con đạo đã tu rồi, bây giờ tái tục khúc nôi bãi tường. Đem chân pháp với tình thương đại thể, đức tôn sư đâu kể trắng đen. Ngài không mang sự chế khen, miễn sao trong đạo liễn ghèn tâm tri. Thì sẽ mất chữ si chữ sắc, dục lạc không mới đắc thánh nhân. Để rồi lập cụ quá tân, hiệp nhau một bước mới gần Phật cha. Đức Ngọc Đế Long Hoa thiết lập, con thiện nhân được gặp nhau chung. Là ngài xâm hợp trùng phùng, dấu xưa tích cũ giàu cùng một nơi. Lạc Long Quân xây đời lập thế, mẫu Âu Cơ thửa để sanh con. Ngàn năm lịch sử mãi còn, vạn năm ghi nhớ dấu son không lờ. Nay cậu về ý thơ phân gõ, lạc vừa đường dê dấu thỏ phải theo. Biết rồi vượt núi qua đèo, diệt tâm chân chấp giàu nghèo cũng không. Thì tất cả ngộ lòng thanh sĩ, đạo hiểu gành là lý
vô sanh. Đào không cần phải cầu thành, tâm vô sở trụ thì điển thanh đắc gần. Thôi lời thơ xa gần mấy tiếng, hãy lấy ngư bắt biến nhận ra, cố ghen nhận điển Thích Ca mấy câu nói gõ gọi là đẩy nghe. Ngài Vệ Sĩ đang về trưa sau đó, nói mấy lời đường ngõ khiêm trang, đó là lời nói chính đoan, đó là Vệ Sĩ mượn toàn cố ghen. Để gom lại nhem nhem, góp nhem từ phúc, đạo phải từ một lúc phát sinh. Về nhà chánh pháp là xem kinh, theo thầy coi giảng thật tình phát quy. Rồi những chuyện thực thi đàn kết, các điển quang mới biết ra sao. Lúc này ta tránh lộn nhau, nếu tâm lạng lập là lọc sao thành vàng. Mấy lời cầu nguyện bố ban, nguyện xin cha chúa mẫu hoàng chứng chi, cho đàn lưu túp con đi được nhiều may mắn đúng kỳ trổ qua. Thằng thành tâm sáu chữ Di Đà, đừng quên niệm Phật, đó là pháp tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của cô ba, cũng như là những lời giải của cô ba đã gửi đến con cùng với quý vị khán giả, cũng như là quý vị Phật tử gần xa trong ngày hôm nay. Thì con nguyện cầu chúc cho cô ba luôn luôn có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn thân tâm an lạc mỗi ngày. Dạ, chào hết cộng đồng mạng và các em. Thấy không, cô nhận điểm chứ đâu, cô đâu có bị lên không? Người ta nói bà quản lý lên ta lã từ lưa nhưng có. Cô ghen cũng thế thôi. Bây giờ là em có một cái căn rất là giao duyên sâu với Phật Pháp.